sinh viên trường đại học Cal State Fullerton tham gia hành trình cùng Road Trip Nation. Road Trip Nation là một tổ chức khám phá nghề nghiệp có trụ sở tại Costa Mesa với mục tiêu đem đến những câu chuyện và công cụ giúp mọi người tìm ra con đường của riêng họ trong cuộc sống. Tổ chức này đã đi khắp Hoa Kỳ để kết nối với các sinh viên, với các chuyên gia. Điểm dừng chân gần đây nhất của Road Trip Nation là Đại học Cal State Fullerton, CSUF. Tại đây, ba sinh viên gồm em Titan Cesar Romero, em Genesis Garcia và em Ranela Sanga đã được chọn để du ngoạn khắp Nam California trong 11 ngày. Họ còn được giới thiệu với một số cựu sinh viên CSUF. Theo tờ The Orange County Register đưa tin, anh Tâm Nguyễn là một trong số các cựu sinh viên CSUF, hiện đang là chủ tịch và đồng chủ sở hữu của trường Advanced Beauty College, chuyên đào tạo về móng tay, da và tóc. Anh chia sẻ với các sinh viên về lĩnh vực làm đẹp không phải là con đường sự nghiệp ban đầu của anh. Ba mẹ mong muốn anh trở thành một bác sĩ, nên anh đã cố gắng theo đuổi ngành y. Tuy nhiên, nghề nghiệp này không phải là niềm đam mê và không khiến anh hạnh phúc. Anh đã quyết định thay đổi để tìm kiếm một công việc truyền cảm hứng và động lực cho anh. Mặc dù con đường đến vị trí hiện nay không phải là đường thẳng, nhưng anh Tâm Nguyễn đã tìm thấy niềm vui thực sự. Từ câu chuyện này, anh khuyên các sinh viên chuẩn bị để làm việc cho chăm chỉ cho những gì họ muốn vì cuộc sống không còn có bất kỳ con đường tắt nào.